Tủ đồ MC Nam đi dẫn liệu có khiến bạn phải châm trố? Trang phục của MC là được tài trợ hết. Không hoàn toàn chính xác. Trong tủ đồ của MC Đức Bảo có rất nhiều thứ thú vị. Đầu tiên là sơ mi. Có nhiều loại sơ mi trắng để mặc với vest này. Rồi chúng ta có ở dưới là ngăn để đựng quần. Rất là tiện lợi, bạn treo quần như thế này, lôi nó ra rất là dễ. Thiên đường vest. Ở trên này là những cái áo blazer có các màu khác nhau, ví dụ như là xanh đỏ tím vàng vân vân. Họa tiết nữa. Ở dưới thì mình xếp ở đây là các cái loại màu gray ghi có các sắc độ khác nhau. Chúng ta sẽ có ngăn tủ dành cho những bộ dành sân khấu như là hoa hậu, ví dụ như là áo phóng ánh ấy. Rồi những màu rất là nổi bật. Đây là áo dẫn bế mạc SEA Games này. Ở dưới này đây là các phụ kiện cà vạt. Bên này cũng lại cà vạt nốt, nhưng mà ai có lòng cũng bảo thêm. Bây giờ chúng ta sẽ đến với ngăn tủ tiếp theo là những bộ vest có màu navy và màu đen. Thế còn cái ngăn này thì sao? Đây là nơi lưu giữ kỷ niệm của Đức Bảo với chương trình Chúng Tôi Chiến Sĩ, rất nhiều những cái bộ quân phục khác nhau. Các bạn có muốn biết gì về ngôi nhà của Đức Bảo hay là cuộc sống công việc của Đức Bảo? Hãy cùng chia sẻ trên TikTok của MC Đức Bảo nha. Vali đồ mang đi dẫn Hoa hậu Hoàn Vũ có gì? Đồ đầu tiên. Bật chế độ nghiêm túc nào. Đương nhiên không thể thiếu một vali chất đầy quần áo. Ngoài làm biên tập viên truyền hình, vợ Đức Bảo còn có thâm niên trong công cuộc xếp đồ cho chồng đi công tác đấy. Phải rất là cẩn thận khi xếp đồ, nói không với đồ nhăn và thiếu đồ. Để tăng phần lịch lãm, cà vạt là món đồ tiếp theo trong vali vào Sài Gòn với Đức Bảo. Chưa hết, không thể quên mang những em đồ công nghệ đồng hành trên mọi chuyến đi này được. Hiện đại nhưng không hề hay điện đâu nha. Dành cho những ai chưa biết, những món đồ này còn có tần suất bên chồng tôi nhiều hơn cả tôi. Nhìn có vẻ không liên quan, MC đi dẫn mà vác theo cả bộ gậy là để giải trí sau những giờ dẫn thăng hoa đấy. Đủ đồ rồi, tạm biệt vợ, Tommy, rồi lên đường thôi. Vào đến Sài Gòn, việc đầu tiên cần làm là xếp đồ ra khỏi vali cho ngăn nắp. Ai bảo MC Nam không cần skincare, da đẹp thì lên hình mới đỉnh của chóp chứ. Em Men Stay Simplicity tinh gọn này không thể thiếu cho mọi chuyến công tác của Bảo. Dễ xài, dễ hiểu, chất lượng tốt mà chi phí cũng mê luôn. Mùi dịu nhẹ và phù hợp cực kỳ với những người bận rộn mà vẫn muốn chăm sóc bản thân. Nhiều combo phù hợp với mỗi người. Lại bật chế độ yêu xa, gọi vợ thôi. Follow để cập nhật về cuộc sống của MC Đức Bảo nhá. Hẹn gặp lại. Tủ đồ MC Nam đi dẫn liệu có khiến bạn phải châm trố? Trang phục của MC là được tài trợ hết. Không hoàn toàn chính xác. Trong tủ đồ của MC Đức Bảo có rất nhiều thứ thú vị. Đầu tiên là sơ mi. Có nhiều loại sơ mi trắng để mặc với vest này. Rồi chúng ta có ở dưới là ngăn để đựng quần. Rất là tiện lợi, bạn treo quần như thế này, lôi nó ra rất là dễ. Thiên đường vest. Ở trên này là những cái áo blazer có các màu khác nhau, ví dụ như là xanh đỏ tím vàng vân vân. Chúng ta sẽ có ngăn tủ dành cho những bộ dành sân khấu như là hoa hậu, ví dụ như là áo phóng ánh ấy. Rồi những màu rất là nổi bật. Đây là áo dẫn bế mạc SEA Games này. Đấy. Ở dưới này đây là các phụ kiện cà vạt. Bây giờ chúng ta sẽ đến với ngăn tủ tiếp theo là những bộ vest có màu navy. Thế còn cái ngăn này thì sao? Đây là nơi lưu giữ kỷ niệm của Đức Bảo với chương trình Chúng Tôi Chiến Sĩ, rất nhiều những cái bộ quân phục khác nhau.